tôi đi xét nghiệm cách đây 2 tháng, glucose huyết lúc đói là 8mmol trên lít, HbA1c là 5.4. Bác sĩ kêu tôi ăn kiêng và tập thể dục 10 ngày sau thử lại, glucose là 6.7 và HbA1c 1 tháng sau là 7.2. Bác sĩ có cho tôi uống metformin 1000mg chia đôi sáng tối. Vậy tôi xin hỏi tôi đã bị bệnh tiểu đường hay chưa? Em xin đọc lại dữ liệu ạ. Thứ nhất là cách đây 2 tháng thì glucose huyết lúc đó là 8.0 và HbA1c là 5.4. Sau đó thì là bác sĩ có khuyên là nên ăn kiêng và tập thể dục. Thì 10 ngày sau thử lại thì glucose lúc đó là 6.7 và HbA1c thử sau 1 tháng nó là 7.2. Hiện nay thì là đang uống metformin 1000mg chia đôi. Với theo đúng tiêu chuẩn của chẩn đoán đái tháo đường của thế giới hiện tại á, thì bác đã bị mắc đái tháo đường rồi. Bởi vì đường huyết của bác là sau 1 tháng là bác thử ban đầu là 8.0 nhưng HbA1c chỉ có 5.4 thôi. Sau đó thì bác 10 ngày bác thử lại thì HbA1c là 7.2 và đường huyết là 6.8 đúng không? Và như thế này thì có thể là điều trị cho bác là đái tháo đường rồi. Và thật sự là tôi cũng rất muốn là bác cho biết thêm được về cái cân nặng của bác cũng như chiều cao để tôi tính được cái chỉ số BMI. Thì với điều trị bây giờ thì là đầu tay thì vẫn là metformin rồi. Bởi vì metformin là glucopha đấy ạ, thì giúp cho cải thiện cái tăng cái hấp thu của đường từ máu vào trong cơ và giúp tăng nhạy cảm, cũng giúp cho tăng nhạy cảm insulin ở cơ và giúp cho chuyển hóa đường được tốt hơn. Và cái này thì theo tôi và bác nên điều trị và phải điều trị ấy. Cùng với điều trị thì bác còn có cả chế độ ăn và chế độ tập luyện nữa thì giúp cho kiểm soát đường huyết được tốt hơn và lâu dài hơn, bền vững hơn. Em xin đính chính lại một chút, đấy là với trường hợp của bác ấy ạ, thì là glucose tức là đo sau 10 ngày thì là 6.7 nhưng mà 1 tháng sau mới kiểm tra HbA1c thì lúc đó là 7.2 bác sĩ ạ. Thế thì thật ra sau 10 ngày mà glucose mà 6.7. Em xin lỗi câu này là vì là bệnh nhân để lại em cũng hơi khó đọc. Có nghĩa là HbA1c làm lại ngay sau 10 ngày chứ? Dạ vâng. Làm lại ngay sau 10 ngày là 7.2.2 chứ? Dạ vâng. Đúng rồi, thì cái này được chẩn đoán là đái tháo đường rồi. Dạ vâng. Em thấy là trong cái quá trình mà tư vấn ở trên fanpage ấy, thì có rất là nhiều bệnh nhân thắc mắc là ví dụ như với cái chỉ số đường huyết như vậy thì là có được chẩn đoán đái tháo đường hay không? Vậy thì theo bác sĩ là hiện nay cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường nào đang được áp dụng ở tại Việt Nam và làm thế nào mà khi mà tức là bệnh nhân ấy, người ta có thể là khi người ta nhìn vào cái chỉ số đó thì người ta có thể biết được là mình mắc bệnh đái tháo đường hay không? Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường khi có một trong những các cái tiêu chuẩn chính sau đây, ví dụ như đường huyết bạn làm 2 lần mà 2 thời điểm khác nhau vào buổi sáng, tức là sau nhịn ăn 8 giờ trên 7, hoặc là đường huyết sau làm nghiệm pháp tăng đường huyết, tức là đường huyết bạn hôm từ bạn đi làm lần đầu tiên nó cỡ khoảng từ 6.0 cho đến 6.9, 5.6 đến 6.9 chẳng hạn, nhưng bác sĩ cho uống 75 gram đường sau 2 tiếng thử lại mà lên 11.1 thì là bạn đã bị đái tháo đường rồi. Hoặc là đường huyết làm tại thời điểm bất kỳ lúc nào cũng được là 11.1 là đái tháo đường rồi. Hoặc một cái chỉ số nữa bây giờ mà thế giới người ta cũng đang rất là quan tâm đến, nhưng mà chỉ số này phải làm trong điều kiện rất là chuẩn, đấy là HbA1c trên 6.5.